Xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì kênh TV 2 xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái loa trợ giải. Đó chính là loa Yangon M80. Đây là một cái loa rất là nhỏ nhưng mà nó rất là hot trong cái thời gian trong cái thời điểm này. Đó, vì nó có rất là nhiều tiếng năng và nó nghe cũng rất là to, nó có chức năng eco luôn, nó chót có chức năng bluetooth luôn. Bây giờ thì mình sẽ không để cho tất cả các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ cùng đánh giá và khám phá nó nha. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem, đây là cái micro nó bán, thì cái bộ nó bán gồm một cái loa trợ giảng nè, một cái micro này là micro không dây, chúng ta đeo cái này, chúng ta để như thế này, chúng ta nói chuyện ha. Tiếp theo nữa là nó có một cái cục sạc, khi mà chúng ta hết pin thì chúng ta sạc pin. Nó có cái lỗ bên hông này nè, là cái lỗ sạc pin, đầu này gắm vào ổ điện. Tiếp theo nữa là nó cho mình cái cáp sạc để mà sạc cái micro. Khi nào micro hết pin thì chúng ta cứ cắm vào đây, chúng ta sạc cái lỗ dẹp dẹp bên này này, chúng ta sạc nha. Đó. Tiếp theo nữa là nó cho chúng ta một cái cuốn hướng dẫn. Các bạn coi cái video clip này rồi thì không cần coi hướng dẫn nữa, mà coi cái video clip này biết làm luôn nha, biết sử dụng luôn. Tiếp theo nữa thì mình không muốn tháo cái cọng dây này ra đâu, tại vì muốn muốn để cho nó mới ha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem này, hai bên đầu bên này là hai bên đầu đeo đeo hai cái dây này. Đấy, chúng ta đeo một bên này và chúng ta đeo một bên này rồi, là chúng ta có cái dây đeo với cái loa này ha, nếu mà chúng ta muốn đeo. Còn không á, thì chúng ta khỏi gắn vào, nó có một cái đeo ở trên chỗ này nè, cả nhà sẽ thấy không, chúng ta dắt vào lưng quần và chúng ta nói là được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sử dụng cái loa này nha. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái nút mở nguồn trước, nút mở nguồn là nút bên này. Chúng ta vặn như thế này, vặn lên. Microphone mode. Đó, nó nghe cái rắc, và chúng ta vặn lớn nhỏ ngay chỗ này luôn nha, vặn lớn nhỏ chỗ này luôn. Đó. Còn chúng ta tắt nguồn, chúng ta nghe cái rắc là nó tắt nguồn, ta bật lên nghe cái rắc là nó lên và nó bảo Microphone mode. SP là đó. Còn ở đây cái đỏ đỏ bên này này là nó báo nguồn pin nha, nếu như mình nó sắp hết pin thì nó sẽ giảm xuống, giống như cái điện thoại của chúng ta vậy đó, chúng ta nhìn được cái nguồn pin. Rồi tiếp theo nữa là bên này là cái nút Echo, thì lúc Echo lát nữa mình sẽ nói. Ở trên này là nó có một cái nút nhỏ như thế này, nút 3.5, lỗ ghim 3.5, thì chúng ta có thể là chúng ta ghim một cái mic rời nào đó, mic khác ghim vào lỗ này, chúng ta được xài hai mic. Còn ở bên này thì là gì, ở bên này chính là cái lỗ 3.5 khác, chúng ta ghim vào, chúng ta không xài Bluetooth thì chúng ta có thể xài dây hai đầu 3.5, hay là một đầu 3.5 một đầu khác ấy. Thì chúng ta có thể ghim vào chỗ này, chúng ta xài dây, chúng ta không cần xài Bluetooth. Tiếp theo nữa đây là cái anten để mà xài FM, đài FM thì các bạn biết rồi ha. Rồi tiếp theo nữa bên này là cái lỗ để mà chúng ta sạc pin. Hồi nãy thì tôi có nói rồi, hết pin thì chúng ta ghim vào, chúng ta sạc cái lỗ tròn tròn này thôi. Đó. Tiếp theo nữa là ở đây ghim USB, chúng ta thích xài USB chúng ta xài ghim vào. Rồi chúng ta thích thẻ nhớ thì nó nằm kế bên lỗ USB luôn này, đó thẻ nhớ này. Đấy, ở dưới này là nó ghi cái thông tin về cái ấy này, cái loa này như thế này. Bên này thì sao, bên này cái nút đầu tiên đó chính là cái nút ghi âm, mình nói nó sẽ ghi âm lại. Cái nút thứ hai đó chính là cái nút chuyển chế độ. Đó, bây giờ mình sẽ chuyển chế độ, mình sẽ nhấn giữ luôn nha, nhấn giữ nữa này. Cái chế độ này là đang chế độ xài dây này, chưa chuyển qua Bluetooth, chưa chuyển qua đài FM này, mình giờ mình nhấn giữ nữa này. Bluetooth Đó, nó chuyển qua chế độ Bluetooth này nha cả nhà. Đấy. mode. Connection successful. Đấy, thì mình sẽ nếu như mà nó đã chuyển qua chế độ Bluetooth thì cả nhà cũng đã biết rồi, chúng ta vào cài đặt trong điện thoại, chúng ta vào chế độ Bluetooth, chúng ta tìm nó M80, chúng ta kết nối với nó là xong. Đó, rồi sau đó thì chúng ta mở nhạc qua cái loa này, chúng ta cứ mở trên điện thoại là nó sẽ nghe ra cái loa này thôi. Đấy, cái này thì cả nhà chắc nhiều người, rất là nhiều người biết, còn không ai biết thì cứ bình luận ở dưới, mình chỉ riêng cho nha, tại vì mình không có thời gian nhiều. Tiếp theo nữa là cái nút thứ ba, đó chính là nút mà nó có cái dấu, nói chung là dấu mũi tên ngược về như thế này, thì nó là cái nút qua bài. Cái nút cuối cùng là cái nút quay lại bài.
Cái nút chính giữa này là cái nút mà trong quá trình mà chúng ta hát nửa bài mà chúng ta muốn ngưng lại ngay, ví dụ như bài đó 5 phút mà 3 phút chúng ta muốn ngưng lại thì chúng ta bấm tạm thời ngưng lại cái là nó sẽ ngưng lại. À, rồi sau đó chúng ta hát tiếp thì chúng ta bấm hát tiếp như vậy thôi. Đấy. Thì tất cả những cái chế độ của các nút trên này mình đã nói hết rồi ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái micro không dây của nó, mình sẽ test thử nha. À, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nè, trên cái micro này nó có một cái nút trừ và cái nút cộng. Nút trừ là chúng ta nhấn thả như thế này này là nó sẽ kéo cái volume của cái micro này xuống. Còn mình nhấn nút cộng, nhấn thả này thì nó kéo cái volume của micro này lên. Ở bên này là cái nút nguồn và có một cái nút gọi là cái nút gì? Cái nút này là gọi là cái nút dẹp này này, gọi là cái nút mà chúng ta ghim vào chúng ta sạc, sạc pin nha. Khi mà cái micro này hết pin thì chúng ta ghim vào chúng ta sạc. Như vậy thôi. À, bây giờ ở đây là cái nút nguồn của cái micro thì chúng ta on off thì chúng ta đẩy lên on là nó sẽ sáng cái đèn này này. Mà nó sáng cái đèn này, nó sáng cái đèn này thì là cái micro này nó đã lên. Nó lên rồi đó cả nhà. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử cái loa này nha. Alo. Đấy. Khi mà mình đeo á, mình đeo cho nó đúng. Và mình để sao mà nó ngay cái miệng của mình và ngay cái lỗ mũi của mình, tại vì cái hơi của nó có xuống đây nè. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Alo. Alo. Ấy. Quên. Alo. Microphone mode. À, vặn phân nửa thôi. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Alo, 1 2 3 4 5 6. Thấy không? Bây giờ chỉnh echo lên nè, muốn hát phải không? Mình nói chuyện thì mình có thể mình để như thế này. Còn mình muốn nhẹ nhẹ một tí thì mình đẩy lên. Nó sẽ lộng. Thấy không? Alo, alo, alo. 1 2 3 4. Rồi, còn không thì mình sẽ vặn nó nhỏ lại, mình vặn nó lớn lên. Đó, trong quá trình mình nói chuyện thì mình có thể mình đeo dưới lưng quần hay là mình đeo như thế nào đấy. Còn ví dụ như để gần quá, nó có thể là nó hút quá đó. Cái micro này nó rất là hút nha. Thì nó có thể nó hơi hú một tí thì mình có thể là mình dậy ở đâu, mình để ngay cái loa này ở đó, vị trí xa. Nó có thể nó kéo tới 15-20 mét. À, cho nên là yên tâm, mình có thể mình để đơn phương cái loa này nằm ngay giữa lớp rồi mình đi khắp cả lớp luôn. Miễn sao dưới 15 mét là nó sẽ hút được vô tư nha cả nhà. Thì rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ thử mở một cái bài nhạc bằng Bluetooth lên cho cả nhà xem nha. Đó. Cả nhà cùng chờ mình một xíu. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái chế độ Bluetooth mode. Bluetooth và mình kết nối với M80 này nha. Mình vào cái chế độ Bluetooth và mình kết nối với nó nè. Connection successful. Rồi nó đã kết nối rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nè, mình bấm cái nút mà nút trừ của nó sẽ nhỏ cái micro xuống nè. Alo 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 1 2 3 4 đó, nó không nghe nữa phải không? Bây giờ mình bấm nút cộng nè. Alo 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 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó nó nghe lại nè, thấy chưa? Đó, rất là dễ ha. Bây giờ mình vặn echo lên nè. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho thử một cái bài hát nhẹ nhẹ nha. Được luôn.
chứ không phải là riêng về là chúng ta nói chuyện để cho mọi người nghe hay là học trò chúng ta nghe đâu, mà chúng ta có thể là giải trí bằng cách là chúng ta cầm cái loa này chúng ta ra chúng ta hát karaoke vẫn được. Tuy nó không hay bằng những cái loa karaoke chuyên nghiệp nhưng mà chúng ta cũng vẫn cứ tại nói chung là chấp nhận được trong về những cái giờ giải lao, những cái giờ giải trí bình thường ha. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây, xin hẹn gặp lại cả nhà một video mới nhất. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái loa trợ giảng, loa phóng thanh thì hãy liên hệ với Thái TV qua số điện thoại 0912781067 để được giảm 20% nếu như mà đăng ký ủng hộ kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.